Chào mọi người, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cách tổng nhìn chung là làm sao để cài đặt driver Bluetooth cho quyển bảy. Thì thực sự ra thì mình rất là khâm phục bên hệ điều hành của Microsoft, và họ đã update các cái phần mềm và các cái bản nó rất là cao cấp và ngày càng hữu dụng cho người xài. Thì đối với các cái bản hệ điều hành ban đầu á, thì mọi người hầu hết phải cài cái driver cho nó, hay là các cái trong cái phần mềm nó gọi là các cái công cụ mang tính chất về giao tiếp liên quan để tương thích với các cái như là các driver hay là các cái mảnh để nó ghép lại trong cái Windows vậy, để cho Windows có khả năng sử dụng được các cái tính năng đó. Và các cái file trên thì phải được tích hợp hoặc là cài đặt bởi cái đơn vị cung cấp cái máy, giả sử máy Dell, thì bên máy Dell đó nó sẽ tạo ra các nó họ sẽ viết ra các driver đó cho mọi người xài. ASUS thì ASUS sẽ là viết ra phụ trách phần đó. Thì như yêu cầu của một người người em đã yêu cầu mình hỗ trợ cái phần Bluetooth nên tiện mình làm cho người em, thì mình làm cho mọi người luôn ha. Trong cái phần Bluetooth á, làm sao để cài cho hệ điều hành Win 7 á, thì mọi người cần phải làm những gì? Điều đầu tiên là mọi người cần phải xác định máy tính của mọi người là gì. Bước đầu tiên là mọi người cần phải làm cái gì? Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người từng bước một ha. Đó là làm gì? Mọi người cần phải xác định cái máy tính mình là dòng máy tính gì. Mình sẽ phóng to lên ha. Đầu tiên ha, công việc của các bạn đó là bước 1. Xác định máy tính của bạn là dòng nào. Ví dụ là máy tính Dell chẳng hạn, nhưng mà Dell nó lại có rất là nhiều dòng Dell, ví dụ như là Dell Control 24 hay không chẳng hạn. Thì đối với dòng Dell Control 24 hay không thì hầu hết các cái driver đều giống nhau, do đó các bạn chỉ cần là tra, giả sử là tra Dell Virtual 24 hay không chẳng hạn. Sau đó các bạn cần đến cái phần đó là cái driver các bạn đang cần thiếu. Còn thiếu là gì? Giả sử hiện tại đứa bạn của mình, đứa đứa em của mình đang hỏi về driver còn thiếu đó là Bluetooth chẳng hạn. Đó. Thì driver trên là Bluetooth thì dẫn tới mọi người sẽ tra tới là Dell Virtual 24, tải driver Bluetooth cho Dell Virtual 24 hay không. Thì sau đó các bạn thì sau đó sẽ có cái driver này và bạn tải về, sau đó bạn cài là bạn cài sau đó bạn restart máy tính là được. Thì bước 2 đó là gì? Lên Google, bước 2 ha. Lên Google và tra cái driver của máy tính bạn có. Đến tiếp theo là bước 3 là cái gì? Cài đặt cái driver trên máy tính của bạn. Và bước 4 là các bạn phải restart lại máy tính nha. Thường tại sao lý do tại sao là các bạn phải restart lại máy tính? Theo kiến thức của mình hiểu được, restart là mục đích để cho nó máy tính có thể update được là các driver này. Nhưng mà có theo mình hiểu thì có một số driver không cần phải update thì nó cũng đã cập nhật rồi. Nhưng mà thường theo mình hiểu là bản chất Bluetooth thì mọi người nên restart nó lại để cho nó update cái máy tính ha. Trong trường hợp giả sử là Win 7, mọi người thấy là mọi người nhấn nút biểu tượng Windows này thì chọn, thay vì chọn shutdown đúng không? Mọi người nhấn vào đây thì chọn là restart này, thì nó máy tính sẽ restart lại sau khi mọi người cài driver xong ha. Do hiện tại mình cài máy tính ảo nó chưa ok lắm nên tới mình sẽ khó trong việc tải xíu. Còn nếu mọi người sẵn sàng thì mình sẽ tải ông này. Ví dụ như là Asmilator ha. Giả sử hiện tại là mình lúc trước mình làm một ví dụ rồi. Mình là tải driver Bluetooth cho Win 7 chẳng hạn. Các bạn đang xài là Win 7 64 bit đấy nha.
64 bit cho Dell Postro 2420. Thì các bạn đã làm sao mà biết được là Win 64 bit hay là 32 bit? Bây giờ mình sẽ giải thích cho mọi người là làm sao biết là 64 bit hay là 32 bit ha. Để biết được Windows là 64 hay 32 bit, mọi người vào nhấn số Win 7 nha. Thì mọi người nhấn vào biểu tượng đây ha. Mọi người chọn vào đây cũng được. Để mình nhớ lại xem ha. Commenter xong mọi người nhấn chuột phải, mọi người chọn Property ha. Thì mọi người sẽ thấy được là Intel là có 7 này chẳng hạn này. Là giả sử là hệ điều hành, mình xem là một chút xíu nè. Win 7 này. Apti ha. Mình nhớ không lầm là nó sẽ có là Win 7. Ở đâu nhỉ? Mọi người chờ mình một chút xíu ha. Mình sẽ chọn manager lại nè. Vì lâu ngày mình tư vấn quá nên thành ra mình cũng bị quên rồi. Sorry mọi người về cái sự chậm trễ ha. Mọi người có thể tới cái đoạn này nha. Chắc là mình dùng trên cái máy tính của mình đi. Máy tính ảo mình nó đang khá là chậm quá. This PC ha. Mình chọn manage. Cái máy hiện tại mình đang đưa cho mọi người xem nên là hiện tại là máy công ty chứ không phải là máy của mình nữa. Máy này nó hơi bị VIP đó. À đây. Các bạn nhìn thấy bây giờ system time này. Đây, mình sẽ quay lại trong cái phần Win 7 thực tế ha. Mọi người thấy ngay vào đây nha. Mọi người chú ý mình nhấn chuột phải này, chọn Property này. Property ha. Thì các bạn sẽ thấy này, Processor là cái liên quan cấu hình của máy tính nha. À, phía dưới này là RAM này, System Time là xa xưa là 64 bit, Operating System là cái hệ thống đang hoạt động là 64 bit nè. Cái còn mình giải thích thêm là Pens and Tools, có nghĩa là No Pen and All Tools Input is available for this list. No Pen có nghĩa là các bạn là không có được nhấn hay chạm gì đó. Thì nó không có available, nghĩa là không có, không trên máy tính này không có. Thì đó, sau đó mọi người tải cho đúng nha. Nếu mọi người muốn tra cái dòng máy tính ha, dòng máy tính thì mọi người có thể lên Google, mọi người gõ từ làm sao tra cái máy tính của bạn là gì. Sau đó mọi người tải cái driver cho Dell Postro 2420 thì nó sẽ ra một danh sách này. Intel Wireless cũng được nè. Đó. Hoặc nếu trường hợp là bạn có máy tính khác tên là giả sử là Vostro Asus các bạn, hoặc là bạn ghi cái từ là tải driver Bluetooth chẳng hạn Win 7 64 bit ha, 64 bit nha, cho HP hoặc là Lenovo chẳng hạn, thì đó là cái cách ha. Thì đó là cái cách mình giới thiệu một cách sơ khai vậy cho mọi người hiểu được cái cách tính năng và cách sử dụng ha. Thì ngoài ra mình nhớ không nhầm nữa là có cách để kiểm tra là cái dòng máy của mình là gì. Mình nhớ không lầm là Windows R này. Sau đó DXDIAG này. Thì các bạn enter lên. Lý do mình hiện tại đây là nó đang mô phỏng trên máy tính ảo này. Chứ nó không hiện ra. Các bạn thấy này. Nó hiện tại là hiện tại system, cái này mình đang chạy trên VMware máy tính ARM nên các bạn sẽ thấy rất là khó. Để mình chạy lên máy tính chính của mình nha. DXDIAG. Đó. Thì các bạn sẽ thấy được nó có một cái thông tin kỹ hơn. Lý do tại sao máy tính mình nó chạy chậm như vậy, lý do hiện tại mình đang bật cái máy tính ảo kia nó ăn tới 4, 5, 6 GB của mình lận. Nên dẫn tới máy tính gốc này máy tính chủ này nó chạy rất là yếu. Đây. Mọi người thấy ngay lập tức ha, mọi người chọn vào đầu tiên ha, Exit trước ha, Windows R này, mọi người nhấn vào biểu tượng Windows ha, Windows trên bàn biểu tượng Windows trên bàn phím của bạn, Windows hay là có bốn cái hình tam giác ghép lại, xong đó cộng với chữ R ha, Windows với chữ R nhấn cùng lúc ha, sau đó các bạn đến cái từ này là DXDIAG ha, mình sẽ gõ ra một chút xíu cho mọi người tránh mọi người quên ha. Để kiểm tra cái dòng máy tính
bạn đang sử dụng ha. Sử dụng bước 1 nhấn tổ hợp phím ha. Windows cộng với chữ R nha. Với chữ R thì nó sau đó các bạn là sau đó đến bước 2 ha. Thì nhấn đó là DXTIAG để kiểm tra dòng máy tính nhé, để kiểm tra cái dòng máy tính của bạn ha. Thì các bạn sẽ có được DXTIAG và enter và nhấn enter để kiểm tra dòng máy tính hiện tại của bạn ha. Đó, hiện tại của bạn, đó là một trong những cái điều mà mình muốn gửi cho tới mọi người nha. Thì sau khi mọi người nhấn ok hoặc là enter thì nó sẽ hiện ra cái cấu hình máy tính của bạn, và các bạn sẽ tra được cái thông tin máy tính và cái cấu hình. Giả sử hiện tại mình đây là cái tên máy tính của mình là RILTKLQ5, nhưng mà thực sự máy tính mình là P51, nhưng mà máy tính mình là của Lenovo. Thì sau đó mọi người kiểm tra thông tin trong này này, nó sẽ có cái thông tin về máy tính gì đó, thì các bạn sẽ có tất cả về thông tin cần thiết để hoặc là display 1, display 2 này. Sau đó mọi người sẽ có được cái phần máy tính, hoặc là các bạn nhìn trên cái xung quanh máy tính, hoặc là nhìn trên mặt trước và mặt sau máy tính á, mọi người sẽ nhìn thấy là cái máy tính ở đâu. Hoặc mình sẽ một cách khác nó dành cho ai mà chưa tìm ra được ha, thì mình sẽ chỉ, giả sử lên Google các bạn gõ một từ đó là đây là một cái ví dụ cho Lenovo nha, thì mọi người tự tìm hiểu tiếp ha. Tiếp theo là mọi người có thể gõ từ đó là hướng dẫn kiểm tra cái dòng máy tính hiện tại, ha. Đó, thì trên mạng rất là nhiều xem đời máy laptop và serial number này, cấu hình này, hoặc là tên là dòng máy tính này, máy tính sản xuất Dell hay là máy tính Lenovo ThinkPad gì đó, các bạn cứ gõ lên đây. Vì lý do là Google là một cái trang tìm kiếm rất là nhiều, nó dạy mọi người rất là nhiều, giúp mọi người học hỏi rất là nhiều đó. Lần cuối cùng thì mình chúc em của mình sẽ giải quyết vấn đề này sớm, tại vì mình cũng đã là người từng phải ngồi thức đêm giải quyết vấn đề này. Nhân tiện thì mình cũng chia sẻ cho mọi người luôn, và chúc mọi người học hỏi được điều gì đó trong cái video trên. Cảm ơn mọi người nha.